giới thiệu anh em nha. Đây là hai hổ này diễn nghề qua. Hai hổ trong phía hai hổ ngồi đó, nhưng mà hai hổ và heo ăn kem, kem dừa. Ăn kem dừa. Đâu đưa cho mọi người nha. Kem dừa nè, giờ lấy kem dừa ăn nè. Cả nhà ơi, bây giờ báo cho cả nhà biết nè. Cái phim Mùa Đời Cho Cá tiếp tục là 7, 8, 9, 10 Thắng sẽ quay, biết là cả nhà đừng mong đợi cái bộ phim này. Chắc chắn với cả nhà 7, 8, 8, 9, 10 nó còn hay gấp mấy lần cái những tập kia. Thắng dây đàn làm rất là kỹ, những xuất hiện những khuôn mặt mới. Thứ nhất đây nè, đó phần kia đây, diễn nha. Nhưng mà điều quan trọng là giang hồ mà ăn kem chuối, kem dừa. Kem dừa này là trái dừa. Đây là giá dừa. Cái nhà thấy không? Đó, trên phim là hai hổ bậm trợn đại ca độ hoành tráng ở ngoài đời là anh ta rất là bình dân. Đi quay phim ăn kem dừa nó ngồi rất là dễ thương. Dễ thương ra đó. Đơn giản vậy thôi đó. Không cần nhiều cầu kỳ nhiều vậy đó. Như đây đủ đánh rồi. Đủ đánh rồi. Nói nguyên đám xử và hai hổ là đâu có dễ lấy địa bàn của hai hổ đâu. Ăn bao nhiêu đây thôi đủ sức lực đánh rồi. Cả nhà chờ xem nha. Chờ xem những phim mới của không phải phần là mình Thắng nha. 8, 9, 10. 8, 9, 10 là Thắng sẽ làm những cái phần sau này rất hay. Xuất hiện những khuôn mặt mới. Và Cường Kê quậy hai hổ là không được đâu. Còn thằng Đại lính của hai hổ ở ngoài sẽ xử lý cái đám này mới được. Hai hổ ở tù nhưng mà ở ngoài vẫn còn anh em. Hai hổ ở tù nhưng mà còn Đại ở ngoài chứ Minh Lì ở ngoài sẽ giải quyết cho hai hổ. Chờ ngày hai hổ ra tù. Chờ xem nha. Nhớ ủng hộ và share cho kênh của Lâm Minh Thắng nha cả nhà. Còn cái phân đoạn mà giống gì thì từ tâm. Hello cả nhà. Hai hổ ở trong tù nhưng mà Cường Kê bây giờ là Cường Kê nắm lấy địa bàn lúc hai hổ ở tù. Cường Kê cho đàn em tới đây quậy phá này kia nọ. Cả nhà nhớ chờ xem 8, 9, 10 phim của Lâm Minh Thắng. Nhớ xem nha. Ghét. Nếu chậm trễ thì hôm sau phải trả gấp 3 lần đó, hiểu chưa? Nhưng mà chậm trễ không sao. Đó là ra. Quá.
lại mà nói cho. Em xin mới nói dừng đi. Không sao, nói vậy nghe. Vậy là mới đi theo em đường ke luôn rồi hả? Mới đi theo em đường ke luôn rồi hả? Mới qua đường ke. Qua rồi, má diễn viên nè, kẹp biến thái nè. Cái này là cương gấu. Gấu thấy không? Con gấu nay sao mập quá trời luôn, mặt đồ trắng bóc mà chắc là bán kem trộn hay sao. Thì trắng mà em trắng hả? Hả? Trắng. Tay rồi dày sọc, tụi bao nhiêu chúng đi kiếm cái trời của đó. Mình lì nè, uống nó chơi cái đầu lì, nó cúng lì luôn. Rồi vậy là ngồi cái bên ngồi đối diện hay ngồi kế bên anh? Ngồi kế bên. Anh em mới đâu ngồi bốn người lận. Rồi xong rồi đứng lên mới quýnh. Mày ngồi mày đứng nè, nè. Thằng Kiệt biết thái nó nè. Bây giờ mày có ngon á, mày bước ra mày chịu tao với tao. Nếu mày thắng tao á thì tao sẽ nghe lời theo lời của mày. Thì vừa dứt câu đó là bập lên. À, lúc đó đứng ngài. Đây. Bây giờ á mày ngon đó. Á, bước ra bắt con. Đó đây là cương gấu á. Mày thắng tao á. Đéo má mà sẽ kêu mày một đại ca. Đúng rồi. Đứng lên này, rồi sao nữa? Đó, thằng kia kìa, mày thắng tao mày đại ca. Rồi. Bập lên. Mày mà thắng tao á, tao kêu mày một đại ca. Có lực bàn không? Hả? Không lật bạn. Đó là em quýnh trước luôn. Em nhào vậy, em quýnh trước á. Đào quất. Không có nắm, vô là quýnh liền luôn. Bập bập hai cái vô mặt. Trời ơi, đủ luôn. Hai cái luôn gì luôn. Ừ, quay lại. Một, hai. Đúng rồi. Rồi hai đạp đủ sáng quá rồi. Một hai đạp vô bụng lúc đó là đâu rồi, đừng quan tâm các bạn. Bùm văng ra rồi, cầm ghế chuẩn bị đập. Đạp bu dơ lên, đạp quất là đạp chân ra, đạp ra, đúng rồi. Quất vô là mất. Quất vô để đạp ra dễ, hiểu không? Đúng rồi, quất. Đúng. Thôi, lại chân, đừng để tay, chúng tay rồi. Ý là thắng chưa lấy chân đạp cái tay kia luôn á. Cầm chân đây. Đá luôn. Đây nè. Chân đấu cũng chữ bởi chứ đá không? Đập có tốt đâu. Ngay vô. Quất. Đấy. Đập tốt không? Đập tốt không? Nè, chân mày cao lắm mà quất lên cái đầu nó đỡ tới như này mày cao. Thì là này quất ngang qua. Này quất ngang. Quất ngang bên hông đó nè. Quất ngang này đạp ra. Đỡ ra nè, đỡ ra. Gấp lại. Chân người lùng. Đây, quất vô nè. Đỡ ra, đỡ ra. Gấp lại. Đạp cái chân người đây, đạp chân trụi đi. Đạp cái chân lại. Quất rồi, thành chân rồi. Đỡ ra. Đỡ. Thắng rồi. Cái trước mà để xuống cái này đó, đó, đó. Em đánh xong trâu được. Trên trên tay này hơi khó à. Rồi đá cô lô vô.
trúng không? Có được tiêu trúng rồi làm không? Trúng, không trúng. Đó rồi. Tiêu là tiêu nè. Kim tiêu nè, kim tiêu là bột ra nè. Bột ra nè, bột ra nè. Đó. Rồi mới vô. Rồi mới vô, đầu mới vô. Mới vô là tay. Một, đỡ qua. Đó, qua đầu. Qua đầu. Mở nè. Bột ra nè. Đó, 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 đó. Tại đây là cái này. Màu này. Ráp là cái này. Mới nhảy. Yeah. Lấy đi mẫu gà bạn chưa? Mẹ này chưa lấy. Đi, bay, qua lấy. Mớm, coi chừng cái máy, anh mớm. Ui. Cái gì mà giỡn? Tiền, tiền đâu? Tới cái gì bên đây bây giờ sao? Giờ tiền có đóng tiền hôm nay được nhiêu? Bao nhiêu đây vậy hả? Ok, ok nè. Có bao nhiêu đây giờ sao? Đập mẹ quán của anh ơi. Cái này à? Hả? Tiền bao nhiêu trước đâu? Sắp ơi. Bà giỡn với tôi hả? Cười. Hả? Bà giỡn với tôi hả? Tôi nói thiệt mà, cái gì mà thiệt. Được không? Được không? Hai ngày nữa mà không có đừng ra đây bán nữa chưa? Ê, trả tiền lại cho anh ta nè, diễn sâu quá lấy tiền ta bỏ túi luôn rồi, mất đền thế mẹ luôn á. Đâu đâm vô cái này, má đâu đứng gì? Đâm sụp bể. Đâu đứng gì? Đâu đâm vô cái này? Lâu lâu, ta bán chú chiên cũng vô chồng ta nữa thiệt. Bán chú chiên. À. Vậy chú chiên hả? Qua đây bán chú chiên nè, dân bò. Ai hỏi chị bán chú chiên? Kiểm tra đủ không? Ai hổ đi xin ăn. Là vô đâu đâm sùng bể kỳ quá các em. Em muốn được cá ác quá. Đây có mà. Ê, mình ra em nói à, đi vô lau bàn lau ghế rồi chán không nổi, chủ lau quá từ đó. Nói vậy á, chứ em thò qua cái thò ra chứ mấy bạn mới cười chừng gì. À, hello anh em nha. Hôm nay là ekip đoàn phim Bộ Trời Chợ Cá hôm nay là rửa nút bạc nhưng mà bỏ quên nút bạc ở nhà thôi, sẵn để anh em đây rửa cái ekip là hôm nay là gần như là 6 tháng anh em mới được quay lại ngày đầu tiên đó. Hôm nay Bộ Trời Chợ Cá là khởi quay ngày đầu tiên nha, cho nên mọi người thấy không, anh em cũng vui hết, ai cũng vui vẻ hết, mặt mày cũng vui hết. 1, 2, 3, 4 thấy không đó anh em, mình anh hãy hỗ cho ý kiến đi. Sau khi là cái bộ phim của anh thì ra mắt Bộ Trời Chợ Cá tới phần 7 rồi thì rất là nhiều khán giả biết đến anh, gặp anh đi đâu nói là hay hổ đúng không? Hello cả nhà, nói chung là bữa nay thì 6 tháng rồi, biết là tất cả fan hâm mộ đương nóng lòng cái bộ phim Bộ Trời Chợ Cá. Đúng rồi. Bữa nay thì Lâm Minh Thắng thì tụ lại gom anh em lại, có nhiều người bắt diễn này như nọ, nay Thắng gom lại thì tiếp tục phần 8, 9, 10. Nhưng mà dám cam đoan với cả nhà chờ xem Lâm Minh Thắng thì này làm kỹ nữa, hay nữa, hấp dẫn nữa, càng ngày càng hay đúng không? Nhưng mà hứa với cả nhà phải lấy nút vàng mới chịu, nút bạc chưa có hay gì, chưa có ăn thua. Không, nhưng điều quan trọng là không cần nút luôn cũng được đó, quan trọng là khán giả đón nhận hai hổ là khoảng chừng làm phải series khoảng 100 tập là được rồi. Chết tên này hổ rồi.
Đó, ở đây có thêm cái nhân vật là Vinh Đen sẽ xuất hiện, là em trai của Đức Phong Bao Lô. Sau khi Vinh Sói, Vinh Sói lại công gì sau khi Đức Bao Lô chết thì Vinh Sói sẽ về nắm nắm quyền đó. Vinh Sói sẽ đối đầu với tất cả những người anh em rất nhiều. Đây đây là Cương Gấu Minh Lì, đây là đàn em của Cường Khe, đây là Kiệt Kiệt Thái Biên, ổn không Kiệt Biên Thái. Dạ em chào cả nhà. Cương Gấu con này là Sung Ca nè đó, thì liếc qua đây xíu anh Cường Khe đang đỏ thấy chưa đó. Lâu rồi thì anh em Bụi Đời Chợ Cá mới tổ chức đi quay lại phần 8, phần 9, phần 10. Thì mong mọi người ủng hộ cho cái kênh của Lâm Minh Thắng Official, cũng như là ekip anh em Bụi Đời Chợ Cá, đúng không? Ekip của anh em Bụi Đời Chợ Cá chia sẻ cái phim cho nhiều người cùng xem hơn nữa, để cho anh em có động lực. Giang hồ chợ, Bụi Đời Chợ Cá có động lực để làm những bộ phim tiếp theo nó hay hơn nữa. Cảm ơn mọi người. Phần 8 này Cường Khe có gì mới cho khán giả xem không? Trước phần 7 Cường Khe người ta thấy Cường Khe mới đầu về thấy nghĩa khí quá, từ từ cuối phim sẽ thấy ác. Các bạn em xin cắt lời của anh Cường Khe luôn, là các bạn biết rằng tôi không giấu gì anh Cường Khe, nên anh giấu. Tức là cái đầu tóc của anh Cường Khe mà đi design thôi nha. Đó, ghé vô design là cái đầu tóc của anh Cường Khe là làm 5 triệu. Rồi cái đường mà đi văn thế này nè, đó anh Cường Khe là 3 triệu rưỡi đó các bạn. Cái chân mày 500 ngàn, cái chân mày đi cái chân mày 500 ngàn đó, các bạn thấy đó đó. Rồi lỗ tai xỏ hai bên hai lỗ, mỗi lỗ 3 triệu, với lại cái bông dày cái này này, cái hột xoàn này cẩn là 350 các bạn. Đầu tư phim này gần cả tỷ bạc đó, riêng cái dây Cường Khe. Cường Khe là phần tám này đó, có cái hột, các bạn thấy cái hột không? Cái hột này của anh Cường Khe là 350, còn hột tôi chỉ có 250 thôi đó, các bạn thấy đó. Hột to hột nhỏ, hột nào ra hột đó. Quên nữa, cái sợi chuyền này với lại cái đây đó đó, giang hồ giờ ta đeo vàng khè, giờ anh đeo vàng trắng, bạch kim mắc hơn bạch kim mà anh bạch em lộn vừa bữa em thấy tìm vô tìm vàng trắng, vô ai ngờ vô tìm vàng trắng mua bạch kim. Anh em đi, em biết bao nhiêu không? Gần ba lắm rồi đó. Dạ biết bao nhiêu không? Dạ em bữa nay em thấy có cái bill hình như là có hóa đơn nó đưa ra hình như là gần 80 triệu anh, thì giá gì này nè, gần 80 đúng không? 79 triệu mấy, 79 500 mấy ngàn, gần 80 triệu á. Dạ con không à, đúng rồi đúng, em thấy em đều cho vậy chuyện này chắc rất chất cực kỳ luôn. Dạ không, ok. Dạ em cũng ước mơ mà không có điều kiện. Cả nhà biết không, thật sự thì hôm bữa giờ cũng là muốn cho anh em cả nhà biết không, thật sự bữa giờ là Thắng cũng muốn là một cái tiệc nho nhỏ để mà cho anh em thưởng thức cái cảm giác là cái nút vàng nó như thế nào, mọi người cảm thấy là nút vàng như thế nào, nhưng mà nó bị dịch giật cho nên hôm nay vừa hết dịch rồi, cho nên anh em mình Thắng sẽ tổ chức cho anh em để sẵn tiền quay hôm nay, quay luôn và quay quá cảnh đây luôn của quán của anh em, đó là gì ạ? Khúc khúc bự ca nè, có cả nhà ai nhớ thử nha, khúc khúc bự ca, khúc khúc thử gì đó, Tân Nhân Phú nha. Ốc hút 10 ca là ai cũng biết hết đó. Cảm ơn tất cả mọi người, nhưng điều quan trọng là cả nhà nhớ ủng hộ và chia sẻ, like, subscribe và kêu gọi mọi người hãy ủng hộ cho cái kênh của anh em Bụi Đời Chợ Cá là động lực để phát triển tiếp. Thật sự phim này không có ai để mà tài trợ, là tất cả anh em bỏ tiền bỏ công sức ra để mà sản xuất cho mọi người xem thôi, chứ không có ai đầu tư hết đó. Do đó mọi người hãy tiếp tục ủng hộ, nhớ subscribe kênh nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Vô cái nữa nè. Rồi anh em vô. 1 2 3 vô. Vô. Lại cái nữa coi. 2 3 vô. Xin phép cả nhà mình cho em xin phép vô cái ngồi này nha. Vô cái ngồi này cho em em. Chứ mình nãy giờ vô mới quay không à. Nhớ đang bóng đèn nữa. Anh ăn mấy anh đang được rồi, sủi kia là có sống không? Đó, ở đây là được. Anh chủ quán nè, là đóng vai là Nghĩa Điên là đàn em của ở đây Thầy Hổ. Dạ là cũng là chung khoe với Đại luôn. Hôm nay là trước cô đại ca luôn. Anh ấy về quận 9, anh ấy mở quán ốc bảo kê sau khi Hai Hổ bị đi tù. Ốc hút 10k nha các bạn ơi. Hai quận 9 gần đây thì ghé đây nha. Cực kỳ rẻ luôn, gặp anh Nghĩa Điên. Đâm HP luôn ha. Đâm HP á. Hỏi mọi người đi. Không,